Và kính thưa quý vị, nhìn đội tuyển nữ Việt Nam đấu đội tuyển Đức, huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Hà Lan đã nói những lời chấn động về Huỳnh Như, khiến cho cả thế giới chắc chắn sẽ phải trầm trồ. Cùng với đó, ngày hôm nay, lịch thi đấu của đội tuyển U17 Việt Nam, trận đấu giao hữu chính thức cuối cùng trên đất của Nhật Bản, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bạn trong cái bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện nay thì đội tuyển nữ Hà Lan đang gặp vô vàn những khó khăn trước thềm quân cúp nữ 2023 liên quan đến vấn đề về mặt nhân sự. Và đây đặc biệt là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng chung kết quân cúp nữ 2023 diễn ra vào khoảng tháng 7 tới đây. Theo quy định của FIFA thì các câu lạc bộ họ buộc phải nhà người cho đội tuyển quốc gia trước ngày 19 tháng 6 để chuẩn bị cho quân cúp nữ 2023. Tuy nhiên hiện nay thì rất nhiều các câu lạc bộ tại giải Hà Lan, Anh hay là Đức lại cho rằng cầu thủ của họ như vậy là được nghỉ ngơi quá ít. Và điều này rất dễ sẽ gây ra những chấn thương. Trước đó thì các giải vô địch quốc gia ở châu Âu thì họ cũng đã phải lùi lịch và khởi tranh từ tháng 9 để phục vụ cho kế hoạch đá quân cúp nữ 2023. Và nói về điều này thì huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Hà Lan, Andri Ronker có cho biết như thế này: có một vài đội chỉ muốn nhà cầu thủ trước ngày 10 tháng 7 thôi. Đội tuyển nữ Hà Lan dự kiến sẽ vắng tới 11 cầu thủ ở đợt hội quân sắp tới, trong đó có rất nhiều những cái tên nổi bật đang thi đấu ở châu Âu. Và phản ứng ở nhiều câu lạc bộ châu Âu đến chỉ vài tuần trước khi mà lịch FIFA, cho nên là các liên đoàn đã đứng ra để làm việc và cuối cùng là lùi lịch tập trung xuống ngày 23 tháng 6. Chúng tôi dự kiến đá giao hữu vào ngày 25 tháng 6 và ngày 2 tháng 7. Trong khi đó thì đội tuyển Đức cũng đã lên lịch để đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 24 tháng 6. Họ đang có sự chuẩn bị quá tốt và đội tuyển nữ Việt Nam là đối thủ của chúng tôi ở vòng loại sắp tới, cũng không thể nào mà xem nhẹ họ được. Và được vòng chung kết này thì đội bóng nào cũng đều xuất sắc cả. Chúng ta hoàn toàn có thể gặp rắc rối trước họ. Tôi không biết nhiều về đội bóng này, nhưng tôi biết họ có một cầu thủ đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha. Một cầu thủ rất nổi bật như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ phải vô cùng dè chừng. Cầu thủ Việt Nam họ rất nhỏ bé thế nhưng có một lối chơi kỹ thuật. Và việc cầu thủ đó chơi thành công tại Bồ Đào Nha với rất nhiều bàn thắng thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Đó là những gì mà huấn luyện viên Andri Ronker của đội tuyển nữ Hà Lan có cho biết. Và trong những ngày qua thì những tình hình này đang cực kỳ nóng lên và các bên liên quan vẫn chưa tìm ra được những hướng giải quyết phù hợp nhất. Trong khi đó thì huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Hà Lan Andri Ronker cho biết là Hà Lan hiện nay cũng đang nằm trong guồng quay này và cũng đang bị chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Và huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Hà Lan có tiếp tục nhấn mạnh rằng sự trong sáng ở bóng đá nữ là một trong những điều đẹp đẽ hiếm hoi của môn thể thao này. Bóng đá nữ ít bị chi phối bởi những chuyện bên lề như là bóng đá nam. Đáng lẽ rằng chuyện này không thể được xảy ra, thật là vô nào cùng đáng xấu hổ. Trước đó thì đội bóng này cũng nhận rất nhiều những thông tin không vui khi mà chân sút số 1 của đội bóng này, đó là Medama, đã dính chấn thương và phải lỡ hẹn với World Cup 2023. Và nói về đội tuyển nữ Hà Lan thì đây là đội bóng đương kim Á quân của World Cup nữ. Vì vậy mà đây cũng là một đối thủ không hề dễ dàng một chút nào. Kể cả là việc họ thiếu vắng rất nhiều trụ cột và việc nhiều câu lạc bộ họ không kịp nhả người trong cái đợt thời gian FIFA đây này, thì đó vẫn là một đối thủ rất đáng gờm. Thế nhưng dù sao thì với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, việc chúng ta lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết World Cup thì chúng ta cũng chẳng có bất cứ một cái gì được coi là áp lực cả. Và đến đây là một điều vô cùng tuyệt vời rồi. Và việc chúng ta có được bàn thắng, hoặc xa nữa, tuyệt vời hơn nữa, chúng ta có được những điểm số đầu tiên tại vòng chung kết World Cup nữ này thì đó là một thử thách tuyệt vời hơn nữa dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy mà tôi tin rằng là với một tâm trạng thoải mái nhất, một tâm lý thoải mái đối với thầy trò huấn luyện viên Đức Chung thì chúng ta hoàn toàn có thể làm lên chuyện. Hy vọng rằng sẽ có được những bàn thắng, hy vọng rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có được một điểm quý giá tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và đó chính là lịch sử của cả bóng đá Đông Nam Á. Xin chúc cho thầy trò huấn luyện viên Đức Chung, xin chúc cho Huỳnh Như, Thanh Nhã và rất nhiều những cô gái tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thành công ở giải đấu này. Còn để nói về đội tuyển nữ Việt Nam thì hiện nay thì chúng ta cũng đang rất trông chờ vào một cầu thủ, đó chính là Trương Thị Kiều. Bởi sự thiếu vắng của Trương Thị Kiều vừa qua cũng đã khiến cho hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đôi lúc gặp khá nhiều những khó khăn tại SEA Games 32 vừa qua. Để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết World Cup nữ 2023 được tổ chức tại tháng 7 ở New Zealand thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một chuyến tập huấn tại Đức từ ngày 5 đến ngày 24 tháng 6 tới đây. Và tại đây thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có dịp để chúng ta thử sức với rất nhiều các đội bóng mạnh, đặc biệt đó là đội bóng chủ nhà, cùng với đó là hai câu lạc bộ nữ chuyên nghiệp khác. Trong đó thì Frankfurt là một đội bóng rất đáng chú ý
khi mà vừa qua họ kết thúc mùa giải ở trong vị trí đó là top 3. Vị trí được đội bóng này giữ vững trong hai mùa liên tiếp vừa qua tại giải vô địch nữ quốc gia. Trong đợt tập huấn tại Đức thì Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có khoảng thời gian ngắn di chuyển đến Ba Lan và giao hữu với tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21 tháng 6. Trước khi lên đường tập huấn thì đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay vẫn đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam đến ngày 4 tháng 6. Và thời gian vừa qua thì thầy trò Huỳnh Đức Trung cũng đã được tập luyện cùng với bóng thi đấu chính thức tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và theo ban huấn luyện thì hiện nay toàn đội cũng mới chỉ làm quen với trái bóng này khoảng được 90% thôi, vì bóng khá cứng cho nên là có những cảm giác khá là khác so với bóng mà những cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta hay sử dụng. Ở những buổi tập huấn luyện gần đây thì đội tuyển nữ Việt Nam thì cũng đã bắt đầu tập luyện với những bài tập có một cường độ cao hơn rất nhiều, và đương nhiên đó là thiên về mặt thể lực, bởi các đối thủ sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam thì cũng đều là những đối thủ cực mạnh kể cả về mặt thể hình cũng như thể lực nữa. Vì vậy mà huấn luyện viên Đức Trung hiện nay đang rất thận trọng với cái giai đoạn hồi phục chấn thương của một cầu thủ ở đội tuyển nữ Việt Nam, đó là Trương Thị Kiều. Ông ấy mong muốn rằng là chúng ta sẽ có được một lực lượng tốt nhất, và cũng mong muốn rằng là thủ lĩnh của hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ kịp góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh này. Theo kế hoạch thì đội tuyển chúng ta sẽ tập huấn tại Đức và tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại rèn quân tại Hà Nội trước khi mà chúng ta sang New Zealand vào ngày 5 tháng 7 ở vòng chung kết World Cup nữ 2023. Như thông tin chắc chắn quý vị và bạn cũng đã biết, chúng ta làm tại bảng E với những đội bóng cực mạnh như là Mỹ và đặc biệt vừa qua Hà Lan. Ở cuối cùng đó chính là Bồ Đào Nha, và trận ra quân chúng ta sẽ gặp đội đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22 tháng 7. Vâng, cũng trong ngày hôm nay ngày 2 tháng 6 thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có một trận đấu cuối cùng tại Nhật Bản và một đội bóng rất mạnh hiện nay đang chờ đón thầy trò Nguyễn Hoàng Tuấn. Vừa qua thì chúng ta cũng đã trải qua 3 trận đấu bất bại với 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-1 và một trận hòa với tỷ số 3 đều. Như vậy nghĩa là mỗi một trận đấu thì đội tuyển U17 Việt Nam của chúng ta cũng đều ghi được 3 bàn thắng. Như vậy tổng cộng là 9 bàn thắng, trong khi đó chúng ta nhận 5 bàn thua. Tính 3 bàn thua ở trong trận đấu vừa qua với một trường đại học Tokuha thì đó cũng là một trận đấu mà huấn luyện Hoàng Tuấn có rất nhiều những sự thử nghiệm thôi. Vì vậy mà tin rằng đối với trận đấu cuối cùng, một đối thủ được đánh giá là mạnh nhất trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thì chúng ta sẽ có một đợt tập huấn chất lượng nhất mà vẫn tin tưởng rằng kết quả vẫn là điều tốt nhất dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Trận đấu sẽ được diễn ra vào một khung giờ khác rất nhiều so với các trận đấu trước, đó là 16:30 chiều ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6. Và rất hy vọng rằng thầy trò Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục có trận đấu thành công ở đợt tập huấn tại Nhật Bản. Còn tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn theo dõi và đã luôn ủng hộ cho Tuổi Bóng Đá trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn rất nhiều và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.